Hello, chào tất cả mọi người. Đây, gian bếp của nhà tôi đây. Hôm nay mình sẽ lên đồ, chuẩn bị chở con trai đi rong. Nhưng mà bây giờ lỡ mua cái thịt heo này rồi, không biết làm sao. Nên ở nhà làm thịt kho trứng. Các bạn coi bạn đừng cười nha, không có thằng khùng nào mà mặc đồ như thế này mà làm thịt kho trứng hết. Chỉ trên đời này chắc có một mình tôi thôi. Đây, thịt heo. Ở các bạn biết không, ở bên Nhật á, ngoài siêu thị gần nhà mình nó bán thịt không có trứng. Ủa không phải, thịt không có da. Đó, hồi sáng nó rất là may mắn là đi chợ mua được thịt có da. Đó, giờ sau khi mà cắt xong nó sẽ như thế này nè. Đấy. Đó, giờ mình thì mình làm theo cách của mình. Nó có rất nhiều bài viết nói về thịt kho trứng hộp vịt rất ngon, rất thơm. Đó, nhưng mà mỗi người một khẩu vị ha. Nên là mình cứ làm theo cái cách của mình, miễn sao mình ăn ngon là được. Miễn sao hai cha con cảm thấy thỏa mãn là ok. Việc đầu tiên là mình sẽ bằm củ tỏi với củ hành chung nhau. Các bạn. Củ tỏi với hành ra bằm. Cũng đơn giản thôi. Thái nhỏ nó ra thì dễ bằm nè. Cái quý ra cái công việc này á. Mình nói thật sự mà nói mình rất ghét bằm củ hành. Tại vì không biết sao. Củ hành rất là cay mắt. À, nhưng mà có một cái mẹo là như thế này nè. Đấy. Và cái mẹo là mọi người nói là thử nhai một miếng xương gươm vào miệng sẽ củ hành sẽ bớt cay hơn, sẽ bớt cay mắt hơn, sẽ bớt nhả nước mắt hơn. Mà cũng chẳng biết đúng hay không. Nhưng mà những lần trước thì mình có thử một lần, có lẽ là do là mình nghĩ đơn giản giống như là giống như cái cơ miệng nó hoạt động thì cái giống như là cái dây thần kinh đó, nó tập trung vào cái cơ miệng là chính thôi, nên nó quên đi cái cảm giác cảnh quá. Có lẽ đó là một cách trị mẹo, nhưng mà không sao. Nếu mà các bạn cứ thử đi, mình thấy là cũng hiệu quả đấy. Bước kế tiếp thì ướp thịt, tiến hành ướp thịt thôi. Cầm một cái thao, bỏ thịt vô. Thao này nó hơi nhỏ nhỉ. Thì mình rất đơn giản lắm. Bỏ củ tỏi vào thôi. Sau đó thì cắt thêm ít đường. Bỏ thêm ít đường ha. Thì mình dùng bột ngọt. Mấy cái này có dùng cái gì thì không mình không biết, nhưng mình sẽ dùng bột ngọt. Tất cả những điều này thì mình đều muốn cả. Ít muối. Ngoài ra thì mình sẽ thêm ít nước mắm vào. Các chị em phụ nữ nội trợ thì có thể dùng đũa, dùng bất cứ thứ gì mình muốn. Còn riêng tôi thì tôi dùng tay cho nó nhanh. Đấy, dùng tay. Chúng ta chọn cái này xong như thế này. Sau đó chúng ta sẽ để khoảng tầm 30 phút đến 40 phút. Cho thịt nó ngắn một chút xíu rồi gia vị ha. Đấy, thì mình nói rồi đó. Mình sẽ làm theo cách riêng của mình thôi. Nên là vì hôm nay mình mua được thịt có da, nên là mình sẽ bắt đầu chiên sơ qua một cái chút xíu cho lớp da nó giòn lên. Thế thì bây giờ mình tiến hành mình sau khi mà đợi dầu nó nóng rồi, mình tiến hành mình chiên nha. Các bạn nhớ ấp cái da xuống nè. Cho nó đều cái da thôi, nó bông lên thôi. Nhưng mà chảo là nãy giờ là có mùi thơm rồi các bạn ơi. Đấy, mùi thơm nó bốc lên rồi đấy. Và đây, đây là sau khi mà đang chiên ha, thì cái lớp da của nó sẽ như thế này đây. Đấy các bạn thấy không, rất là vàng và rất là giòn. Cái này là mình phải chiên thêm một chút xíu nữa đây. Sau khi mà chiên thịt xong thì chúng ta dùng cái nồi khác. Nồi này là để kho thịt luôn nha các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta chê một chút dầu vào. Rồi các bạn dùng một ít tỏi với hành phi hồi nãy ơi. Tỏi của hành hồi nãy mà mình làm thừa đó. Các bạn bỏ vào. Làm phi lên cho nó vàng. Sau khi mà tỏi với hành nó vàng rồi, chúng ta đổ thịt vào. Chúng ta đổ thịt vào.
Ta đảo thịt nha. Trong lúc như thế này thì không biết là mọi người làm như thế nào, chứ mình thì mình sẽ xài lửa lớn. Chúng ta đảo thịt cho nó săn lại. Và đây, đây là nước dừa. Nước dừa lon ha. Các bạn biết không, ở bên Nhật mình thì không có được nước dừa tươi, nên mình sẽ sử dụng nước dừa lon như thế này. Nhưng mà nước dừa lon này thì trong nước dừa nó phải có cái cơm dừa các bạn ơi. Nên là mình sẽ được cái vợt cơm dừa ra ha. Sau khi mà chúng ta đổ nước dừa vào thì nó sẽ như thế này các bạn ạ. Nó sẽ như thế này. Không biết các bạn thì như thế nào, nhưng mà đối với mình thì mình hay dùng nước mắm. Mình cho thêm một ít nước mắm vào, cho thêm một ít nước tương vào nữa, và cho thêm một ít nước màu cho nó có màu ha. Nếu các bạn muốn ăn nhiều nước hoặc là ít nước gì đó thì các bạn có thể cho thêm nước lạnh vào. Mình sẽ cho thêm một chút xíu nước lạnh vào. Sau khi mà mình đã lột xong 10 quả trứng và bây giờ mình tiến hành cho vào luôn. Sau đó thì các bạn bỏ vài chiếc ớt vào nhé, cho nó có cái vị nồng nồng, nó ăn nó sẽ ngon hơn nhiều. Mày có một cái thịt con trứng không, mày phải thành không? Thật là kinh khủng không? Này, biết hậu trường. Đấy, mày nhìn nó không?